Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia danh sách trắng để sau này có claim tóc cần NFT card nè bạn. Thì đến từ dự án Block Cassette nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần link phần mô tả dưới video, các bạn đăng ký với địa chỉ email của tập bạn vào thôi bạn. Rồi, các bạn bấm vào, tôi không phải là người máy nha bạn. Rồi, các bạn bấm vào Research nè các bạn. Rồi bạn chạy chút xíu nha các bạn. Rồi, thank you. Gì là xong các bạn, nhiệm vụ bao nhiêu à? Có Gmail gì không? Gmail thì giờ mà không biết, không Gmail thôi các bạn. Cái này nó không yêu cầu Gmail các bạn. Nó lấy ID của mình nữa bạn. Rồi. Great. Rồi, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.